HP Computer cơ sở bui máy tính giá tốt nhất thị trường. Hỗ trợ trả góp không đồng với thủ tục cực kỳ nhanh gọn trong vòng 5 phút. Bảo hành 12 đến 36 tháng tùy vào các linh kiện. Đặc biệt, lỗi đổi cây mới trong thời gian bảo hành. Lắp đặt miễn phí bán kính 20 km, tặng ngay bàn phím, chuột, loa, đồng hồ LED, 30m dây mạng và tấm lăn chuột. Còn chần chừ gì nữa, liên hệ ngay hotline 0989224244 anh em nhé. Anh có phát triển giống như vì fan hẽ BTC phải có một đội ngũ anh em ạ. Tôi thấy tôi có mỗi mình à. Mấy thằng em tôi thì thằng Quỳnh thì nó có việc riêng của nó rồi. Còn mấy đứa kia thì nó cái suy nghĩ của chúng nó cũng chỉ là muốn về quê kiếm sống qua ngày thôi ấy. Nên là cũng khó lắm anh em ạ. Anh còn làm trong Bắc không á? Anh cộng tác viên. Anh bây giờ là cộng tác viên về Bắc. Nghĩa là ví dụ như kiểu là Bắc cần thì anh làm cho Bắc. Còn không là anh tự lo hết. Nói chung là hiện tại như Duy bây giờ là Duy tự lo từ đầu đến đít. Không có ai bảo lãnh hay là không có công ty hay là không có gì cả. Chỉ có mỗi một cái là nếu mà Bóc cần xử lý những cái job ấy, làm job, làm giếc, người ta book thì mình có thể làm được, chia cho Bóc. Còn đâu là mình là cộng tác viên thôi. Immortal à? Immortal bên kia à? Thằng ấy chứ 50k một mạng. Làm tầm khoảng 20 mạng thôi là đẹp. Ủa, kinh nghiệm đấy nhở. Tôi thấy ông là hơi bị kinh nghiệm đấy, ông TF ạ. Đầu đánh TF, đầu đánh tín thật. Nói. Còn TF là đánh tín quá. Nó đánh nó giữ mạng rồi. Nó không chơi luôn. Kèo thua là nó đánh thua luôn. Không tranh chấp với mình cái gì luôn. Quá baby ơi. Màu áo thành ra. Sớt anh thách đầu nó cũng khác bọt đấy các tình yêu ơi. Hành được nó à? Dễ lắm. Dễ mà hành được nó lắm. Nó cũng khéo đấy. Ăn cún. Giang cún. Để đó. Có cái trụ mít là thơm rồi. Làm cái trụ mít là thơm rồi. Dễ đánh rồi. Bắt buộc rồi. Let's get this party started.
I'm joking. Stop. What? Ah. Unstoppable. Ác này hả? Ác này Duy đang bị thuê lô anh em ơi. Cái lên top 2 thích đấu. Có nhớ chưa? Khó chạy đấy. Khó chạy đấy. Khó chạy đấy tình yêu ơi. Tập trung, tập trung. Nick này là phải tập trung cao độ các tình yêu nhá. Đánh cái rank này lâu là cúp. Đánh cái rank này lâu là vào room luôn đấy. Chỉ nè. Thằng Chico Bai tận ra đây nè. Cường Lan Can đã rescan 10.000 đồng. Anh em nếu cảm thấy nhầm kênh thì F5 lại nhé. Cái gì anh Cường ơi, không hề nhầm kênh anh Cường ơi. Ba quỷ thách đấu này em làm được mà. Yeah. Anh cứ làm sao ấy. 8 năm trước em cũng ở trên này đấy. Bây giờ là em lùi về phía sau thôi. Nào. Em Immortal của tôi ơi. Em Immortal của tôi ơi, làm tí không em? Hết cái mân đẩy cái đồ. Hay. Đúp lấy bài. Ui giời. Đẹp mà cũng quái chứ. Đẹp mà cũng quái đấy chứ. Cố lên nào. Giang Cun. Giang Cun. Ui, thằng Giang Cun này lúc đầu nó bị đì gấp đôi CS mà nó vẫn farm được 500 Q phút 23. Ghê được. Một Hezo. Na sút. Cái gì? Anh em nào comment trận này thua ngược. Trận này trừ khi là em Immortal tầm khoảng 30 mạng thì thua ngược được. Chứ em hiền 16 thì khó. Ok. Sự trở lại nào. Trừ sự trở lại đánh thách đấu nào. Anh Cường ơi. Em 9 mạng anh Cường nhá. 9 nhân 5 là 4 triệu rưỡi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video lần này. Nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ cho